vui với tất đương gặp lại các bạn. Theo báo Quân đội Nhân dân, nước ta hiện có khoảng hơn 24 triệu học sinh sinh viên. Theo báo Giáo dục Việt Nam, tổng số giáo viên của ngành giáo dục là hơn 1,25 triệu người. Bỏ qua hội những người hành nghề trông giữ xe, ta có ít nhất là 25,25 triệu người Việt Nam đang ở trong độ tuổi cầm phấn. Dù phần đông các em học sinh đã phải cầm điện thoại và chuột thay phấn kể từ năm Covid thứ nhất đến nay. Cơ mà dám cá là hầu hết những người đã từng và đang cầm phấn đều không biết một sự thật rằng mỗi một viên phấn được tạo thành từ tàn tích đá vôi của vô số hóa thạch sinh vật phủ du đơn bào kích cỡ hiển vi, tên gọi chung là plankton. Tuy nhiên, không phải hóa thạch của sinh vật phủ du nào cũng trở thành phấn. Chỉ có xác của loài Coccolithophore và phân ngành Foraminifera với những chiếc vỏ cấu thành chủ yếu từ canxi carbonat, công thức hóa học là CaCO3 mới tạo thành các lớp đá carbonat trầm tích với đặc tính mềm, trắng và xốp được dùng làm phấn. Sự hình thành của các mỏ phấn xảy ra chủ yếu trong kỷ Creta, cách đây từ 99 đến 66 triệu năm. Yep. Những viên phấn bạn từng biết thậm chí còn cổ xưa hơn những con khủng long bạo chúa T-Rex. Xác của Foraminifera và Coccolithophore chìm xuống đáy các đại dương tạo thành một lớp chất bùn dày màu trắng. Sự bồi tụ không ngừng của các lớp trầm tích bên trên tạo ra nhiệt độ cao và áp suất lớn, loại bỏ nước ra khỏi lớp bùn, đồng thời nén những chất vỏ canxi của các sinh vật phù du thành đá carbonat, một dạng của đá vôi, và thành quả cuối cùng là tạo ra các mỏ phấn siêu to khổng lồ, giống như các vách đá trắng ở eo biển Dover, hạt Kent, Anh Quốc. Thứ bạn đang nhìn thấy trên màn hình chính là những cục phấn siêu to khổng lồ với chiều cao lên tới 110 mét và trải dài khoảng 13 km. Và phòng khi bạn đang thắc mắc làm cách nào mà các sinh vật đơn bào với kích thước cơ thể tính bằng micromet có thể tạo ra các kỳ quan khổng lồ như vậy, câu trả lời nằm ở số lượng của chúng. Theo các nhà khoa học NASA, Coccolithophore tự bao phủ bản thân chúng bằng các tấm lớp canxi siêu nhỏ gọi là coccoliths với hình dáng na ná những chiếc la răng ô tô và đường kính chỉ khoảng 3 phần nghìn của 1 mm. Mỗi cá thể Coccolithophore trung bình được bao quanh bởi ít nhất 30 tấm vảy như vậy. Nghe vẫn khá là tù cho đến khi các nhà khoa học NASA ước tính rằng dòng họ nhà Coccolithophore thả xuống đáy đại dương tới 1,5 triệu tấn CaCO3 mỗi năm, tương đương với 1.500 tỷ tấn, khoảng 230.000 chiếc đại kim tự tháp Giza sau mỗi 1 triệu năm. Wow! Giờ thì tớ cá là bạn đã có một cái nhìn hoàn toàn khác về những viên phấn. À, cũng cần phải lưu ý rằng không phải bất cứ viên phấn nào bạn từng biết cũng được làm từ hóa thạch của sinh vật phù du. Chỉ có loại phấn ít sinh bụi khí viết, được quảng cáo là phấn không bụi mới đích thị là phấn hóa thạch xin. Loại phấn thông thường, cái loại mà khi thấy viết bảng bụi phấn rơi rơi ấy, thực chất là phấn có phẩm cấp kém, rẻ tiền và được làm từ thạch cao, chả có liên quan gì tới hóa thạch sinh vật phù du cổ đại xuất. Theo Wikipedia, thạch cao là một khoáng chất phổ biến với thành phần chính là muối canxi sunfat ngậm 2 phần tử nước, công thức hóa học là CaSO4-2H2O. Vẫn theo Wikipedia thì thạch cao trong tự nhiên được lắng đọng từ các hồ và biển, trong các suối nước nóng, từ hơi núi lửa và từ các dung dịch sunfat trong các mạch đá. Tự chung lại thì ở đâu tập hợp đủ tứ đại anh hào là oxy, lưu huỳnh, canxi, nước và xảy ra sự bay hơi, ở đó sẽ hình thành thạch cao. Vẫn theo Wikipedia thì các mỏ thạch cao cổ xưa nhất đã được hình thành từ Archean Eon, cách ngày nay từ, bạn đoán xem, 4 tỷ năm đến 2,5 tỷ năm. Wow! Cơ mà rốt cuộc thì viết loại phấn nào thì ngầu hơn nhỉ?